nhìn cái rổ này giống như ở Việt Nam á cả nhà. Dễ thương lắm. Nhưng mà mắc lắm, một cái 8 đô. 8 đô một cái. Cái gì làm gần để bỏ đồ ăn á. Đồ ăn bỏ cà phê này kia. Đây họ có bán chảo nè. Sorry. Bán ly. Cái giỏ này để mình đựng đồ ăn để đi làm á, mình xách đi cho nó gọn, mình không cần bỏ vô cái bị xách, bỏ vô cái này mình xách đi làm, nó giữ cái nhiệt độ ấm á, giữ nhiệt độ lại. Cái bình đựng nước này 6 đô một cái. Nhìn cái rổ dễ thương á. Cái này mình để môi son. Môi son rồi mình để phấn kem này kia nè. Mình mua cái này. Hôm nay chủ yếu mình đi tới Daiso á là mua, chị mua cái gối này bởi vì mình làm trên đi đón mấy đứa học sinh á, mình làm trên xe bus mình ngồi nhiều quá nên thành ra sợ mỏi mỏi lưng nên thành ra đi mua cái này. Đi mua cái này lót cho nó êm. Nói chung là cái gì cũng Nhật là rất là tốt. Dụng cụ của Nhật á bền lắm. Thức ăn thức uống ở bên đây mình mua mình cũng không sợ. Đây là dụng cụ trong nhà bếp á. Đây là bánh kẹo. Thank you.
it moves. I don't think it's out. Thank you. This is a shark. A shark? Disgusting. Oh, does it? Mình cũng mua một cái nha. Cái nến này để trong nhà cho thơm. Thấy cái mùi này thơm nè. Rổ dễ thương á.